chúng ta. Mẹ đã hy sinh tất cả vì đàn con thân yêu. Mẹ vui khi cả con khỏe, mẹ buồn khi cả con ốm bệnh. Từng giọt nước mắt, mồ hôi của mẹ đổ ra là từng giọt sữa yêu thương nuôi cả con khôn lớn. Không ai thương ta quá hơn cha mẹ. Bằng con tim với muôn ngàn yêu thương nguồn cội, tình thương mà cha mẹ dành cho cả con là tình thương thiêng liêng cao cả nhất. Không một thứ tình cảm nào trên đời so sánh được. Thế nên cả con hãy trân trọng khi đang còn có mẹ, có cha. Tạ ơn mẹ, tạ ơn mẹ đã cho con hơi thở từ mạch mỏng trái tim yêu thương nguồn cội. Xin tạ ơn cha đã dắt dìu con qua cuộc đời này đầy đủ niềm tin và ý sống. Do vậy, tri ân và báo ân không chỉ là bổn phận của mỗi con người mà còn là một điều diễm phúc, và diễm phúc nhất hôm nay khi chúng ta có cha mẹ kề bên. Cha mẹ là hai vị Phật đang hiện diện như lời Đức Phật dạy: gặp thời không có Phật, thời cha kính mẹ, cũng như Phật tại thế. Thế nên các con bây giờ hãy hướng về bên đối trước cha mẹ của bên Tân Nước Tân La. Các con quỳ trước cha mẹ. Hai con cầm theo cái nền quỳ trước phía bên cha mẹ của mình. Vâng, cha mẹ ơi, xin cha mẹ lại nơi chúng con một lần này. Cô mẫu trọng ân nhất về. Và sau khi lễ cha mẹ, các con kính cẩn hai tay nâng chén trà để dâng lên cho cha mẹ. Con dâng chén trà này nguyện cầu cho cha mẹ được sống lâu mạnh khỏe, an vui cùng con cháu. Và con quỳ xuống dân trà lên cha mẹ và mời cha mẹ uống ngụm trà hiểu, ngụm trà thảo của hai con kính cẩn dâng lên. Dạ rồi, sau khi cha mẹ bên Tân Lan đã dùng trà, các con đứng dậy và hướng về bên cha mẹ của Tân Nơn. Các con kính lễ ba mẹ, ba năm bồng ẩm, bên ướt mẹ nằm, bên rảo phần con, dạy dỗ bảo ban cho con đến ngày trưởng thành, dựng vợ gả chồng. Đặc biệt là Tân Nương hôm nay, đối trước mẹ và bà ngoại, mẹ là người một mình đã nuôi con khôn lớn cho đến ngày hôm nay. Con được sáng duyên cùng với Tân Lan, người mà con thân yêu. Và giờ này hai con đợi trước bà ngoại cũng như mẹ của mình, chỉ thần đảnh lễ tạ pháp ân của mẹ, của bà đã dạy con nuôi lớn các con. Chỉ thần đảnh lễ phụ mẫu thân ân nhất mẹ. Và sau khi đảnh lễ, các con cùng hai tay dâng chén trà lên bà ngoại cũng như mẹ. Con dâng chén trà này nguyện bà mẹ khổ đau đi qua, không còn điều phiền não, phúc đức trổ đầy nhà. Nguyện cầu
cho mẹ và bà luôn an vui bên cho con. Xin bà và mẹ hãy uống ngụm trà hiếu, ngụm trà thảo mà hai con thành kính dâng lên. Thank you.
tâm thì bỏ ra cho con. Con nhớ để cố lên. Con xin cảm ơn bố mẹ đã sinh ra người chồng của hôm nay của con. Con để con kết thành phu phụ. Con có gì thì cũng xin bố mẹ chỉ bảo thêm cho con. Con hứa như thế nào nè? Con hứa thì con sẽ là người con lâu yêu thảo. Vâng, mẹ cha là ánh sao để con ước ao bao điều. Mẹ cha làm thật dịu, chỉ lời phát nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin danh lời phát nguyện, từ nay kết thành vợ chồng, sự khổ buồn vui cùng có nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi trong mọi thuận nghịch thăng trầm của cuộc sống. Điều thứ hai, nguyện giữ vững niềm tin yêu thương trong hiểu yêu thương thứ để cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Điều thứ ba, con nguyện cùng nhau sống đời thiện lành bằng năm nguyên tắc đạo đức Phật dạy để xứng đáng là đệ tử Phật, là con cháu dòng dõi rồng tiên. Điều thứ tư, nguyện kính trọng cha mẹ quý mến bà con trong họ hàng của nhau, xem cha mẹ bà con họ hàng của nhau như là của chính mình. Thứ năm, con nguyện nuôi dưỡng con cái trên cả hai phương diện tinh thần và vật chất bằng chất liệu thương yêu hiểu biết cho đến khi con được trưởng thành. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Lời phát nguyện để lòng luôn ghi nhớ, nghĩa vợ chồng xin mãi mãi thủy chung, dù cho sóng gió gặp gần, nguyện xin giữ trọn nghĩa tình không phai, và cầu nguyện hai con luôn luôn hạnh phúc mỹ mãn, trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, mây ngàn năm nhờ có gió, anh một đời chỉ có mình em. Hai câu này cô sẽ tặng cho chú rể nhớ mấy ngàn năm nhờ có gió, anh một đời chỉ có mình em, được không ạ? Dạ vâng, xin chúc mừng cho hai con. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa xin Nga Thịnh và Đức Thích Tâm Trí nói đôi lời về ý nghĩa của nhẫn và trao nhẫn cho hai con. Trong cái đôi tay của mình
đem nhận cho nhau thì cả con sẽ tương kính và dùng lễ đổi trượt nhau và lại nhau lễ giao bài lương duyên hòa hợp để khắc ghi sống trọn nghiệp tình đối với nhau một lòng thành kính. Cả con lễ nhau với lòng kính trọng nhau, xin nguyện trọn đời chung thủy yêu thương. Xin mời cô trụ trì ra trước để trao nhẫn cho hai cháu trao cho nhau. Ghi nhớ cái lễ này gọi là lễ tôn kính, quý trọng, trừng lễ tác lòng cộng thương. Cho nên thầy sẽ sướng một câu, xong rồi con lễ xuống sát đất và giữ lúc rất nhiều lâu, hít vào một hai thật dài, thay ra rồi thì con mới ôm lên. Chỉ lòng đàn lệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi mà lễ hàng thần đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và thật là thanh tịnh, thật là xúc động trong buổi lễ sáng hôm nay. Và để tâm lập trước đại hùng bảo điện dâng lời cầu nguyện cho đôi tâm gia nhân, mời toàn thể hội chúng chúng ta cùng chắp tay bốc sen trang nghiêm cung kính để ít lòng chúc phúc cầu nguyện cho đôi tâm gia nhân sống mỹ mãn trọn đời. Dạ đây là đã xong buổi lễ và làm lễ xong thì tất cả các Phật tử sẽ ở lại dùng bữa cơm chay cùng gia đình. Dạ đã xong buổi lễ hàng thuận. Xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi kênh của Nhi Bình Cuộc Sống Nông Thôn. Nếu quý vị đi ngang qua thấy hay thì hãy like, đăng ký kênh và nhấn chuông ủng hộ gia đình em nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.